Quay lại với công việc thường ngày nhé. Hôm nay mình nhận được cái lỗi Juicy Juicy này. Tình trạng là cắm nhầm 220 nhé. Con này có công nghệ AI nhé. AI nấu cơm rất là ngon này. Đây mình để cắm ghim điện trực tiếp này. Xong vẫn lên được điện nhé. Nấu này. Ăn 50W rồi. Không thấy quạt quay này. Chưa thấy báo lỗi gì nhá. E06 này. Báo lỗi E06 nha các bạn nhé. E06 nó báo điện áp cao nhá. Nhưng tỏ là con này bị cắm nhầm đang bị lỗi nhá. Nghĩa sẽ tháo xử lý ấy. Những cái lỗi Juicy Juicy này ăn nấu cơm ăn khá là ngon này. Con này mình thấy nó con nồi này chưa được bảo hành, thấy hai tem nhé, một tem một người đây, một tem bảo hành đây. Tháo ra kiểm tra thực tế nhé. Đã tháo ra này, tháo mất ba con ốc này rồi, khả năng con này nó bị xử lý chữa rồi nha các bạn nhé. Ốc thì con ốc dài ốc ngắn này, ốc ngắn này ở dưới này này, đây mạch này các bạn nhìn này, đã sửa cắm nhầm rồi nhá, chứng tỏ là thợ đã xử lý nhá. Con này thì nhìn khiển này mình thấy nó cũng đã phải xử lý rồi, hiện nay đây các bạn nhìn này, bác thợ đầu tiên trong lúc nhập về nó bị vỡ này, xử lý như này cũng khá là ok nhá, nhưng mà em sẽ cũng vẫn phải dò lại. Em thì câu thẳng dây dợ nhìn nó hơi xấu thôi, nhưng mà nó vẫn đảm bảo hơn cái, vì trong trường hợp dùng lâu cái chỗ này nó dễ. Đây em thấy không 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 thấy cái bác cái gia cố này chỗ này, mình gia cố này chỗ này cho nó cứng nhá. Cái phần này mà nó bị nứt vỡ ra thì cái này nó lại bị, nên là mình nhiều khi nó xấu tí được. Các bạn cứ câu dây nó theo em nó đảm bảo, còn theo các bác muốn đẹp thì cứ câu như này là ok nhá. Đây khiển con này em nhìn thấy có tình trạng là hơi hấp hơi lên trên khiển thì phải. Cáp thì đây, cáp các bác nhìn này, nhìn khá là lát rồi nhá, nhìn gặp gần cảm giác gần đất đến nơi. Cáp này thì các bác cứ thay mới nhá, không nên tiếc đâu. Em thì khả năng là trong khả năng thì vẫn xử lý được, nhưng mà em ưu tiên thay mới nhé, vì mình là thợ chuyên thì có đồ thì mình phải thay mới nó đảm bảo nhé, không chạy dăm bữa rồi tháng nó lại có vấn đề. Con này đã sửa câu rồi này, báo E06 thì E06 là báo nó lỗi điện áp nhé, điện áp cao thì mình sẽ check kiểm tra xem cái dòng này nhá, dòng này tụ phồng nhá, tụ phồng mà khi các bác sửa chữa nhiều khi các bác cũng không để ý cái nguồn cấp vào nhá, 150V nhá, nó không đủ nhá, là xem nó sẽ báo điện áp cao, thực ra điện áp
Nó thực ra E06 nó báo điện áp thôi nhá. Không 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 báo là cao hay thấp đâu. Đây theo mình quan sát thì mình đã thấy cái thủ phạm đây này. Cái này thì nó rất trực quan nhé, mà em cũng không nghĩ, không hiểu sao là bác thợ trước sửa sửa mà không không phát hiện ra nhé. Đây, em sẽ rút rắc ra em cho bác xem thực tế nhé. Đây các bác nhìn này, nhìn thực tế này đấy, thấy phòng chưa nè, các bác nhìn nghiêng ra này đấy, hơi lồi đít nhá. Ô, con này qua tay thợ nhưng mà pan khả năng pan dễ thôi, hoặc là thời điểm đấy nó chưa phòng nên là lúc đó bác thợ trước là chưa chưa bắt được ra bệnh nhé. Đấy là nhiều khi xử lý mà nhiều khi nó lỗi luôn thì còn dễ, sau nó về nó mới chạy vài bữa nó mới lại bị phòng, cho nên nhiều khi nó cũng tự nhiên lại thành ra mất uy tín. Còn hai cáp này mà nếu các bác mà có ý định giữ nhá thì em khuyên là bỏ đi nhá, thì nhiều khi nó gãy ghiếc là mình cắm vào nhá, nó gây ra đủ thứ lỗi nhá bác nhá. Đây em sẽ thay cái tụ và em sẽ kiểm tra em sẽ có gì, em sẽ quay cho các bác xem nhá. Sau khi mình thay tụ nhá, thay con tụ bảo vệ của áp đây này, anh thợ trước thay cái con 330k của cái nồi Toshiba sang này. Đây nha. Cáp mình thay luôn nhá. Thì cắm cáp vào mình thấy nó báo lỗi E09, nói chung là cắm cáp vào nó lại báo lỗi E1 E2. Đấy các bạn nhìn thấy cáp, cáp nhìn nó đẹp này thôi nhá, mà nhiều khi cắm mà là chết công suất nha. Mình đã dính rồi nên là mình thấy nó kém kém là mình xử lý luôn. Không, nhiều khi cái tiền thay cáp, cái công thay cáp nó sẽ thay cáp đi, nó sẽ đỡ cho mình được bao nhiêu việc đấy. Đây mình sẽ lắp vào mình test nhá, xem nó còn E06 này không nha. Nên là nhiều khi mình làm mình va nhiều nên mình sẽ xử lý luôn phần cáp, chứ không nhiều khi mình thời gian mình sửa không có nhiều mà cứ cái gì cũng nhìn thấy nó kém kém mình thay luôn, vừa đảm bảo cho khách hàng mà mình cũng đỡ công. Đây mình sẽ nắp vào test này. Đây nha, mình sẽ ghim điện nhá, ghim vào bóng trung chập trước này. Nó đòi lấy lại giờ này, chờ vài giây để reset đã, để cho nó nhớ tạm thời đã, mình chưa cần lấy giờ chuẩn, chuẩn đấu nhanh nhá. Đấy nó cắn từ ấy, nhấp nháy cái bóng này, cắn từ nhá. Giờ mình sẽ cắm qua trực tiếp này, ghim điện này. Đấy. Đấy, cơ cấu phao áp lực, đóng van áp suất, kiểm tra khóa đã hoạt động ok này, đã ăn dòng nhá. Cái bước này mà lỗi luôn đấy nhá. Đây là mình sẽ tắt đi thử cho mọi người xem này, lỗi là lỗi luôn nhá. Cái cơ cấu, ví dụ cơ cấu khóa vung nó sẽ có lỗi này mình nhá. Mình sẽ đóng luôn này. Và mình bấm nấu nhá này. Các bạn nhìn. Đấy, báo H17 luôn này. Thì mình đang giữ cái khóa này, cái khóa này mà lỗi phần cơ nhá thì nó cũng báo lỗi, mà phần mạch báo lỗi nhá. Nên cái này nó xử lý nó đơn giản này, nó mạch thì mình xử lý nó hơi phức tạp đấy chứ, còn phần cơ thì các bạn có thể tự thay được.
Nè. Đấy, khi nhạc này kêu mà cái tiếng kéo cơ cấu AI nó hoạt động là nó ăn dòng là đã qua được cái bước lỗi E06 nhé. Lỗi quá áp đấy. Lỗi đấy là lỗi báo điện áp. Điện áp thấp, điện áp cao thì mình không cần quá quan tâm đâu. Thì là lỗi chung là lỗi điện áp này. Điện áp khi có khi cái con tụ ấy, tụ nó phồng thì mình vừa vứt đi rồi. Tụ nó phồng nó gây ra cái điện áp 150V nó còn không còn đủ, nó chỉ còn khoảng 120 chẳng hạn. Điện áp nó không cấp đủ cho IC. Nên là dẫn đến cái điện áp nó cấp cho vi xử lý nó không còn đủ. Nên là nó sẽ có hệ thống mạch mạch ACDS, nó sẽ nhận biết được cái điện áp cái thứ là nó sẽ báo lỗi đấy. Đấy. Đấy, các bạn thấy đóng đóng áp suất này. Dòng ăn này. Nồi 1 1 lít thôi nhá, ăn 12,2A này. Nên tại sao mà nồi Juicy nấu cơm rất là ngon nhé. Ở bên Nhật thì họ rất là chuộng Juicy Juicy nhá. Và được mệnh danh là vua đầu bếp là như vậy đấy. Còn mỗi nước thì nó có cái khẩu vị ăn những cái khác nhau nữa. Ngay cả trong gia đình bạn thôi, những người lớn tuổi, những người răng nó đã yếu rồi thì sẽ thích ăn cơm mềm hơn, hoặc là do tập tính từ xưa các bạn ăn khô, các bạn không thích chan thì lại thích cơm nó vừa phải, vừa vừa mềm mềm dễ nhai đó. Nên là khi mình dùng nồi thì nồi nó phù hợp cho gia đình hơn. Đây như con này đã chạy bình thường này, đã ăn dòng này, ăn dòng đỉnh 1.200 W, bây giờ đã ăn 1.946 W này. Đấy, nồi E06 đã chạy ok nhá. Đến bước này là chạy nó ăn dòng là mình đã khẳng định là nó là ok rồi. Đấy, nên video này mình xin kết thúc tại đây nhá. Đấy, còn 13 phút này đang nấu có biểu tượng áp suất này. Trong quá trình nấu áp suất này mình không hủy ngang nhé, mình hủy ngang là mình phải phải chờ cái biểu tượng áp suất này nháy nháy hết thì mình mới bấm nấu được nhá. Còn nếu mà muốn nhanh ấy, chỉ có cách là mình tháo ra, mình rút cáp ra, mình reset lại cái khiển, nó sẽ không nhớ được, mình sẽ nấu được luôn thôi. Còn không là mình phải chờ cái biểu tượng này nó mất đi, mình hủy ngang mới khác, mới mới khi mình nấu mà nó còn áp suất này thì mình sẽ rửa cái lắp vung đi để làm sao cho cái hệ thống cảm biến nó nhận ra cái nồi của mình nó đã nguội và nó sẽ cho tiếp tục cho nấu. Dòng Juicy đời cũ, như con đời cũ thì nó còn không có chế độ mà mình nấu xong mình muốn bấm đốt lại còn không không chạy được nhé. Và những cái đời sau này nó cải tiến hơn thì có chức năng là mình bấm nấu nó sẽ có ra giai đoạn đốt lại cơm ấy là khoảng 9 phút nhé. Nó chạy đồng hồ 9 phút đây nó về không. Đấy. Đấy, chào các bạn nhé. Thấy nếu thấy video hữu ích thì hãy cho mình một like nhé. Comment để chia sẻ những cái kinh nghiệm là dùng nồi cơm ấy, xử lý cơm ở dưới video này nhé. Nhớ đăng ký video để cho mình có thêm nhiều động lực và giúp video được đề xuất với nhiều người hơn nhé. Cái thuật toán YouTube là các bạn cứ like, comment nhiều thì là video đó sẽ được đề xuất với nhiều người hơn. Còn các bạn xem mà không tương tác là kể dù có video có hay đến đâu sẽ không được đề xuất tới tất cả mọi người, nên là mọi người hãy cho thành một like nhé và comment nhiều hơn để video được đề xuất tới nhiều người hơn nhé. Cảm ơn mọi người đã xem.